thả cứu người. Dạ. Vàng Lý Sương à? Dạ bẩm ngài, có một người bỏ trốn, tôi đã bắt được. Đem nó vào đi. Dạ. Ê. Hận đã nhiều nên mới
tìm cách cứu Lý Sương. Sao Lý khuyên con đừng nên chịu nhục, nghe theo thổ ti chỉ gây hận cho dân mèo. Nay con đã tỉnh ngộ rồi, xin mê rộng lòng thứ tha. Mày không làm gì à? Mày không làm gì mà dàn Lý Sương ra cái nông nỗi này à? Trời ơi! Mày, mày ơi! Con có làm gì dàn Lý Sương đâu mày? Mày không làm gì, mày không làm gì mà mày quỷ hoại gương mặt Lý Sương, mày đánh thủng đôi mắt của Lý Sương à? Dạ, dạ không, không mày ơi, đó con chỉ giả bộ thôi mà. Chứ con có móc mắt Lý Sương bao giờ đâu. Mày ơi, mày có biết không? Con chỉ giả bộ thôi, nhưng mà thổ ti tin là thật đó mấy. Cho nên thổ ti kêu con phải bắt Lý Sương rồi ném xác ở trong rừng giết chết Lý Sương đó mấy. Nhưng mà con còn khói óc, con có trái tim, con không thể nào làm như vậy được. Con có bọc Lý Sương về đây nè. Nhưng mà tại sao mày lại cứu Lý Sương? Tại vì con nghe lời Sally. Sally biểu con đừng có nghe lời thổ ti nữa, đừng có đánh người, đừng có giết người. Mấy, Sally là con ruột của thổ ti đó mấy. Lão bậu đã nói như vậy đó. Nhưng mà Sally không có chịu nhìn cha đâu. Mấy, mấy ơi, Sally. Sally đã bị người ta chặt đứt cánh tay rồi. Ai chặt đứt cánh tay Sally? Thằng Nhật đâu mấy. Chính là Nhật, nhưng mà nó cũng đã bị cắt cổ rồi mấy à. Ai cắt cổ? Dạ, nó... Mấy, chàng xưa đã tỉnh lại rồi mấy. Mấy, như vậy là con phải về Vinh ngay mới được. Nếu không khéo thì hoàng thổ tiên sẽ nghi ngờ mất. Con đi nha mấy. Con Vinh, dạ. Con Vinh à. Dạ. Con Vinh ơi, con nghe lời của mấy bảo. Con không được nghe theo lời của thổ tiên nữa, mà chỉ nghe lời của Sally thôi, nghe chưa? Dạ, dạ, con chỉ nghe lời Sally. Rồi nghe lời mấy, con không nghe lời thổ tiên, con chỉ nghe lời Sally thôi, con chỉ nghe lời Sally thôi. Ngay bây giờ mới quên hết nỗi đau,
gặp nhau mà không nhìn nhau được. Ly Sương, mẹ, Ly Sương ơi, mẹ hiểu con, nhưng con đừng lo sợ. Mã Dân Kinh là đứa tốt, nó có cả một đời lưu lạc, lớn lên từ đói nghèo xuôi cu. Nó là đứa con rơi quay đó trong vùng lũng cu. Nhờ tấm lòng cứu mang của dân bản nên mới được thành người. Có một lần Tây Đoan kêu qua làng bắt nó đi. Trời ơi, không có tội tình chi cả, mà cũng bị cầm giam 6-7 năm trời. Nhờ các anh mà nó không được cái chữ cái nghĩa trên đời. Nó đã theo sát anh và bảo rõ cho người mèo ta, người kinh, người thương, người giao là cùng chung một như cành lá thân cây cùng một gốc để mà trái. Thì phải biết đùm bọc lấy nhau, đừng để cho giặc bức la ta. Vì người mèo ta mà bị thổ phi hành hạ thì không bao giờ thầy giáo lại tha thôi. Ly Sương, con đừng tự gây khổ cho mình nữa, hãy đón người bạn lòng con rất dạ thương. Anh em ơi, đợi xem tôi dạy con có bé chồng không nghe không? Em lại đánh mặt anh, tại sao bao nhiêu nỗi nhớ thương của anh dành cho em lại đánh mặt anh hả Ly Sương? Ly Sương! À, đó đó, thấy chưa, mẹ đã nói rồi, mẹ bảo con không có được đi đâu hết. Dạ, mà con mẹ còn đi làm chi? Dạ con biết rồi, nhưng mà Ly... Đây là nàng nữ. Nàng nữ. Nữ à, nữ. Đây là nàng Lữ. Nàng Lữ là người là người trong đội múa của Thổ Ti. Còn đây là thầy giáo kính. Nàng Lữ đã bị quỷ hoại đi nó gương mặt. Nàng Lữ. Nhưng ai đã quỷ hoại gương mặt của nàng Lữ hả mẹ? Tại vì nàng Lữ đã liều mình trốn khỏi dinh của Thổ Ti, nhưng mà không may bị Thổ Ti bắt được. Thổ Ti đã ra lệnh cho Sùng Diễm hủy hoại đi gương mặt của nàng. Sùng Diễm! Thôi được rồi, bây giờ con ở đây trò chuyện với nàng Lữ nha. Mẹ đi vào trong mấy lon cơm nước nha con. Lại con thằng Sùng Diễm, tao thề tao sẽ giết mày Sùng Diễm. Không, Sùng Diễm đã cứu tôi. Ly Sương! Ly Sương! Cô
Lý Sương, tôi không phải là Lý Sương, tôi không phải là Lý Sương mà. Cô là nàng lữ đi mà, nhưng mà còn còn Hồng Nguyên, còn gì gì Vàng Mỹ Lan, còn Lý Sương đâu? Vàng Mỹ Lan đã thay đổi chỉ biết quá tiều. Còn Vàng Lý Sương thì bị nhốt dưới hầm đào lâu lắm rồi. Nhưng còn lão bậc thế nào? Cô có biết lão bậc không? Lão bậc cả, tôi biết. Lão là người chỉ huy ở trong dinh, là niềm tin của anh em bị giam dưới hầm đá. Nhưng làm sao cô biết được lão bậc? Hay là lão bậc đã nói gì với cô? Cô còn nhớ lão bậc đã nói với cô như thế nào không? Lão bậc nói với cô như thế này nè. Xeo Ly à, Ly Xuân à, Xeo Ly đã lấy được chìa khóa hầm chế súng. Ta đã kiểm súng về ca chu sử từ mấy hôm nay. Thời cơ đã tới rồi. Cháu à, bằng bất cứ giá nào, cháu cũng phải rời khỏi dinh thự dân về căn cứ. Cháu ơi, cháu mà có mệnh hệ nào, chú sống không nổi đâu cháu ơi. Trời ơi, trời ơi, Lý Sương, Lý Sương, Lý Sương, Lý Sương ơi. Gặp nhau anh đâu có ngờ em lại phải xa cơ, ở bên em nhưng không tài nào giải cứu, ôi lòng tốt như ta. Lý Sương ơi, nhiệm vụ không thể liệu mình. Em biết nói sao, giờ đây đã bị hại. Càng nghĩ càng thêm oán hận, tội ác khổ ti đã làm nát mặt em rồi. Nghĩa xa xưa còn đó riêng cánh tình em, anh đừng bận tâm. Còn chuyện gặp nhau, xin hẹn đến bắt đầu. Nỗi đau này trọn đời chôn kín, bóng hình ai nguyện cất trong tim. Thầy ơi có biết cho chân em chẳng âu sầu, thương nhau mãi mãi, thương nhau trọn đời. Trách cho cơ trời tạo quá sắp bài, đau thương này một mình em mang. Xuân ơi, chắc em ngờ từ lâu ta vẫn xa nhau, hành gian dẫm người ở muôn cao, người về vùng xuôi xa hơi thăm. Em ơi, anh vẫn ở bên em trong lòng vinh của giặc dây, mà anh đành phải bó tay chớp lần trong tim khi nhìn thấy em yêu đang bờ giờ trước mòn thu điên cuồng. Vì sứ mạng thiêng liêng nên anh phải
cục đầu trước bọn người lang soi, để rồi đêm đêm anh phải lắng nghe tiếng gào thét của em dưới hầm sâu. Trời ơi, tay cầm súng, tay nắm lấy dao, anh muốn phá tan quan dinh thự của giặc để cứu em và bao nhiêu bạn bè còn bị giam cầm nơi lao lý. Lúc anh đi chim gan em dâng dương bao nỗi nhớ, muốn lên đỉnh núi nhìn về anh đi, nhưng làm sao lên được, kẻ thù nhốt em dưới hầm đá lạnh âm u. Giờ gặp lại anh tim gan em còn vương vấn biết bao tình. Em chỉ muốn ôm chặt lấy anh cho thỏa tấm lòng. Lý Sương ơi, anh đã bao lần lén về căn chuối sử đi qua ngôi nhà em ở ngày xưa. Trời ơi, nhà cháy ban quan điêu tàn đổ nát, cục tiêu chất đổ có mọc đầy sân. Anh thấy xót xa và căm thù quân gian ác, thương tiếc bản làng và nhớ đến em yêu. Vẫn một lòng một dạ thương em, nhưng Lê Sương bây giờ đâu còn là Lê Sương của ngày xưa nữa. Vì thổ tây nó đã hủy hoại nhan sắc khí của em rồi. Trời ơi, nó đã biến em thành loài quy dư giữa bao người. Em đã nhất thiết không gặp lại thầy lần nữa, để chuyển tình mình chôn lấp dưới bụi thời gian. Thầy, thầy cứ để mặc em sống trong mộng trong mơ, ngồi bên bếp lửa hồng, lắng nghe từng tiếng băng tan trên triền núi, nghe gió rừng cao xa quê hương mà mơ tới một mình. Đừng, đừng nói nữa Lý Sương, em sẽ chẳng bao giờ trở thành quỷ dữ, em mãi mãi sẽ là người đáng quý của dân của nước. Khắp bản làng bây giờ ai nhắc đến tên em cũng một lòng kính nể. Em là ánh sáng thương yêu đã sưởi ấm hàng vạn tấm lòng, là chiếc bè nữa tạo được niềm tin cho biết bao người giữa cơn giông bão. Trời ơi, trong đêm mơ mây chung hành hạ em vô cùng thảm khốc, cũng chính là lúc anh đang ẩn mặt ở bên ngoài. Anh nghe cả linh thiêng ác độc của thổ tê và tiếng điệu khê nó đang cười ngáo ngay. Cùng với tiếng quân thù kháo ca đánh đập và tiếng em gào thét đau thương vang dội giữa đêm rừng. Lý Sương ơi, em đã trải qua bao gian lao thử thách, thì dù chúng có quỷ hoại gương mặt em đến thế nào đi nữa, em vẫn là em, là người anh thương mến. Anh nguyện suốt đời ấp ủ mãi trong mi tim. Lý Sương, đừng buồn nữa em,
đã có anh cùng đi bên cạnh trong suốt cuộc đời còn lại của em. Lý Xu, vàng Lý Xu em. Thầy kính, Mã Dân kính anh. Lý Xu, em còn nhớ không em, cuộc tình cả của đôi trai gái khi bước vào yếu mà ngày đầu tiên anh đã được gặp em, và chúng mình đã đến với nhau bằng cuộc tình cả ấy. Lý Sương ơi, núi ta đừng giảm bao nỗi buồn, bóng người xưa giờ đã đâu về. Người yêu ơi, lòng em vẫn nhớ, mùa thu ơi, lòng em vẫn nhớ chưa. Rừng núi ơi, dù bao tháng năm, dù thân em dù cơ cực, người yêu ơi, lòng em vẫn nhớ. Mùa thu ơi, lòng em vẫn nhớ chưa. Anh sẽ trở lại. Nhớ em hãy ở lại để chờ anh nghe Lý Sương. Để tôi nói, tôi vẫn heo nọc qua heo cái của bà đó, bà quên tôi sao? Trời đất ơi, quên tôi sao? Nè, tôi là người nhà trong dinh, vàng Lý Sương bảo tôi gặp bà là xong ngay. Trời ơi, là xong ngay, trời ơi, bà buông ra đi. Bà để ông nghe. Trời ơi, khổ quá, trời quá đất kìa. Ai người ta cũng tin tôi hết trơn á. Giáo chính vàng Lý Sương ăn bậc, ai cũng tin tôi, mà tại sao bà không chịu tin tôi hả? Bà không chịu tin tôi, trời ơi trời. Ông nói ai tin ông? Dạ Lý Sương, giáo kính, ông bậc, ai cũng tin tôi hết trơn rồi. Giáo kính? Ừ. Lý Sương? Ừ. Là ai vậy? Ừ. Mà cô là ai? Mà cô là ai? Không được quyền hỏi, chỉ có quyền trả lời. Lạ quá. Để ông đứng yên. Ừ. Không lẽ bữa nay tôi đi lộn nhà, biểu tôi ra đây mà sao kỳ vậy? Nè nè, các người đừng có giỡn với tôi nghe. Đừng có giỡn với tôi nghe. Thầy giáo kính thì còn có thể hiểu được, chứ còn vàng Lý Sương bị chết với bàn tay của hoàng thổ ti rồi. Mà cô là ai? Mắc mớ gì tôi phải nói chuyện con? Tao bảo đi đi. Chứ bộ, chứ không nhận ra cháu sao? Ai vậy? Ai biết lên tôi vậy? À, trời ơi, vàng Lý Sương, trời ơi, cháu còn sống đây. Trời ơi, sao mặt mày của cháu như thế này? Trời đất tôi, nhưng mà sao? Cháu làm cách nào mà sống sót trở về đây vậy? Lạ lùng quá vậy? Chú Bảo à, cháu sống được là nhờ anh Sùng Diến đó. Cái gì? Sùng Diến hả? Sùng Diến, con của bà này phải không? Dạ. Nó là thằng uống máu người, hiểu không? Nhưng mà tại sao? Tại sao mà cháu còn sống trở về đây? Không Bảo, ông Bảo ơi, ông Bảo nói đúng đó. Nhưng mà thằng Sùng Diến bây giờ nó đã thay đổi cái bụng rồi. Thay đổi cái bụng rồi phải không? Chính mọi người ai cũng thấy nó đâm thủng mắt của chàng Lý Sương mà sao không? Dạ không chú Bảo à. Chú Bảo à, chính anh Sùng Dính
đã giả vờ đâm thủng mắt cháu trước mặt mọi người và giáp sát cháu, dập sát ở trong rừng. Nhưng mà cũng chính Sùng Dính đã cứu cháu đem thẳng về đây đó chứ bộ. Ôi, được tin này thì anh em trong Vinh Quang Tổ Ti người nào cũng vui mừng tất cả. Đúng là những việc mà mình không bao giờ suy tính trước cơ. Dạ đi Sương. Triệu Khê lại không làm điều gì mà không suy tính trước. Những việc thả tên Bẩu này ra, ta cũng biết trước là hắn sẽ dẫn ta đến đâu. Chú Bẩu, không, đừng tin hắn, tôi không dẫn đường cho ai cả. Tôi không biết chuyện này. Đúng, lão không biết gì đâu. Lão chỉ là một thằng già ngu si. Đừng đem lòng nghi quan coi chừng ân hận. Đời của lão quá nhiều lận đận, ngu khờ nghĩ mà thôi. Được ta phá lóng ra là bỏ trốn đi ngay. Không cần biết có ai theo dõi mình hay không. Phùng Đại Nhân vốn là người đổ lượng, nỡ quen với hầu hạ Thổ Tiên, lại nắm quyền sẵn sát trong tay, lại đi học đòi kiểu hèn hạ hay sao? Cái lão người cần mắt thịt, ai giết lão làm chi? Ta đến đây chỉ vì nàng đó Ly Sương. Đa tạ. Tôi chỉ là một con gái múa tầm thường, mà nay thân tàn ma dại, được đại nhân chiếu cố, thật còn ân đức nào bằng. Thôi đi, chúng ta khách sáo nhau như thế cũng đủ lắm rồi. Ta còn lạ gì nhau với chàng Lý Sương. Cái tác tai của nàng trước kia cũng để ta hiểu rõ tâm tánh của nàng. Khá lắm Lý Sương à. Nghi ngờ trên mã dân kính những cuộc lãng giảng đâu đây, đến thả lão Bẩu tìm ra sao việc của hắn. Bất ngờ ta lại gặp Lý Sương từ cõi chết trở về. Thật không ngờ giáo kinh đã rèn đến những người mèo gán gốc. Từ những người mèo ngờ nghệt, nay đã biết cầm gươm cầm súng chống lại quân đội đồng minh. Phùng Triệu Khê, anh biết đã trễ quá rồi. Bọn bay chỉ là một cánh quân vô kỷ luật và bất cần đạo lý. Cấm miệng lại, con tiện tỳ kia dám coi thường quân đội của ta. Ta đánh giật tiêu tan đại lục xin đầu hàng. Nghe những đương đầu bằng gậy gọc thấy là tầm dẫn. Hãy coi chừng ta bắn dần tại phía mặt. Vì chưa biết nhân tàu dám dở trò ngạo mạn, ta sẽ không thấy còn tới tù hết ra. Này cũng không nào, bọn giết ngay đi, đừng hòng ta lên tiếng kêu ca. Nhất định có kẻ đứng sau mi, nằm trong dinh thự của Thổ Tỳ nên mi mới về đấy được. Ta đánh dành tay trái, lại khai đi khai cho toàn tận mà không giết đạn vô cổ hồng. Coi giết thì giết ngay đi, đừng phí đạn. Bắn nát ốc mày, thử xem trong đó chất chứa những gì mà mày quá ngạo mạn. Phùng Triệu Khê, mày là tên gián điệp đã nhiều năm len lỏi trên đất mèo của tao. Mày đã gây quá nhiều tội ác, mày phải chết. Sắp rời bỏ nơi đây đi xa lắm.